Thưa quý khán giả, cái chuyện dân biểu Android thì bữa trước chúng tôi cũng đã nói chuyện với lại bác Phương. Tuy nhiên rằng mình cũng nên bàn thêm là và tại vì có rất nhiều khán giả không hiểu cái chuyện ông Android ông ấy rút lui hay ông từ chức nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề cộng đồng hay không. Thì câu trả lời là có, mà rất là mạnh nữa, bởi vì ông Android là một trong sáng lập viên của đài RFA. Cái đài mà khi mà đó cái khối cộng sản Đông Âu bị sụp đổ đó, thì cái tiền mà gọi là Radio Free Europe, tức là cái đài Á Châu, không phải Á Châu mà Âu Châu tự do đó, đóng cửa. Và nước Mỹ tuyên bố rằng là không cần thiết nữa, thì ông Android mới vận động để đưa cái đài cái số tiền đó để vào trong cái chương trình của đài RFA. Đài RFA nó có sẵn rồi, nhưng mà thêm một cái chương trình về Việt Nam, đây là nói về những cái chương trình Việt ngữ. Và từ đó trở đi đó, tất cả những người của Việt Tân đều là những người làm, từ ông Nguyễn Ngọc Bích đầu tiên cho tới rồi ông Nguyễn Văn Khanh, và bây giờ đó thì quý vị thấy rằng đều là những người có liên quan ít nhiều đến Việt Tân. Ông Nguyễn Ngọc Bích thì đương nhiên là Việt Tân rồi, ông Nguyễn Văn Khanh đương nhiên là Việt Tân rồi, và ông Nguyễn Văn Khanh thì đã bị Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tú tức là con của ký giả Đạm Phong đặt vấn đề. Cái vấn đề đó nó đặt ra đó là cái ông Nguyễn Văn Khanh đã bị đài RFA cho nghỉ việc. Và ông Khanh ra một cái thông cáo rằng đó, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 này. Nhưng mà trước đó thật sự rằng á, từ tháng 9 trở đi là ông Khanh đã mất chương trình rồi, đã mất tiếng nói trên đài RFA rồi. Nhưng mà ông vẫn được ăn lương cho tới coi như được ăn lương 90 ngày. Đấy. Mỹ á, cái luật Mỹ anh em nó cho anh em lương 91 ngày là bồi thường đó. Bồi thường lao động. Thì từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 này coi như Nguyễn Văn Khanh xóa sổ, không còn là nhân viên của RFA nữa. Thì ông Nguyễn Văn Khanh có ra thông cáo rằng ông vì ông phải đi ra nước ngoài công tác xa, thành ra không có thể cộng tác với lại chương trình Radio Bonsa của cô Minh Phượng ở đây cũng như đài RFA. Thế nhưng mà thưa quý vị, ông Khanh ông đi Úc, ông tổ chức gây quỹ cho Việt Tân, ông vẫn nói lên được mà. Bởi vì thời đại tin học, chúng ta chỉ cần một cái phone này là chúng ta đủ. Và quý vị thấy rằng nhà báo lái xe đi đâu là cũng có live stream, thì không thể nói rằng là vì vấn đề mà tôi đi qua bên Úc hay là tôi đi bên Úc, bên Nga hay là bên cái Âu Châu gì đó mà tôi không cộng tác được với RFA. Đó là một cái cách để coi chữa thẹn. Trở lại vấn đề ông Android, thì ông Android bây giờ ông cuối năm nay tức là tháng 11 năm 2018 sẽ có bầu cử, ông Android không ra tái ứng cử nữa, ông tuyên bố rằng ông về hưu. Đó. Thì khi mà ông về hưu đó, có hai cái kiện tướng của Việt Tân là bà dân biểu Loretta Sanchez của Đảng Dân Chủ và ông Elroy của Đảng Cộng Hòa. Đấy. Thì hai cái người này đó mà rút lui là coi như là cái đài RFA này sẽ bị ấy. Và nhân tiện trong cái website, trong cái vụ kiện của anh Nguyễn Thanh Tú đó có kiện đài RFA và đài B, không phải là BBC mà BB Group, BBG, G là G đó, BBG, đấy, nói theo kiểu Việt Nam BBG, thì là công ty chủ của RFA. Bà Loretta Sanchez có nằm ở trong cái vụ kiện đó. Ông Elroy không có nằm trong đó, nhưng mà chúng tôi đã từng viết thơ. Ông Trần Nhật Quang của Việt Vision cũng nhờ chúng tôi đưa một cái lá thơ cho ông Elroy và người ta không trả lời. Kể cả lá thơ của chúng tôi cũng không trả lời, nhưng mà lần này chúng tôi nhân cái việc này, chúng tôi sẽ lại mở lại cái hồ sơ. Và đài báo trong nước như là báo Quân đội Nhân dân, báo Nhân dân, báo Lao động đã từng đăng cái bài viết về một nhà báo hải ngoại, tức là ông Nguyễn Phương Hùng, KBC hải ngoại, đã đặt vấn đề chấm dứt chương trình Việt ngữ của đài RFA. Và thưa quý vị, đó là tôi. Thành ra có thể rằng á, đây là những cái đòn thù của Đảng Việt Tân, họ giật dây trong nước, hay là những cái thế lực của Việt Tân ở trong nước đang tìm cách trù dập tôi. Thì cái chuyện 18 này sau Tết
tôi có hai vấn đề. Tôi sẽ ra hội đồng thành phố đặt vấn đề với ông thị trưởng Tạ Đức Chí và ông phó thị trưởng Tài Lê Diệp về cái vấn đề nói xấu cử tri trên đài của ông Du Miên VNA TV. Cái thứ hai, vi phạm quyền tự do tư tưởng của tôi, tức là tôi trình án số 4, là cấm không được treo cờ đỏ sao vàng ở trong khuôn viên thành phố Westminster. Trong khi đó cái cờ đó đã được treo ngay tại trong tòa Bạch Ốc. Mà tại sao lại cấm ở đây? Đó là vi phạm quyền, cái là tư tưởng của tôi. Tôi có quyền tôi thích bất cứ một cái tờ cờ nào hết, miễn sao không có phương hại đến cộng đồng này thôi. Đấy. Phương hại đây có nghĩa rằng là cái là tạo ra những cái tai nạn hay là cái gì này cái hay là bảo tại vì tôi nhìn thấy lá cờ đó là tôi không chú ý là nhà tôi gây ra tai nạn. Cái quyền đó gọi là cái quyền thấy là chết liền đó. Quyền thấy là chết liền. Vâng, thì bây giờ thì hỏi ý kiến của anh Thông Phạm. Như vậy, theo anh nghĩ rằng á, cái sự từ chức của ông Android này á, là có phải một lỗ hổng lớn cho cộng đồng hay không? Và cái cộng đồng có nên cần tìm người để thay thế ông Android không? Vấn đề ông Android tới tuổi ông phải retire là mình hiểu rồi. Nhưng mà vấn đề là đa số người Việt ở đây họ có đồng ý với cái chương trình IFA để xuyên tạc, liên tục xuyên tạc trong những năm tháng ở hải ngoại này. Mỗi ngày mà IFA mà lên đài tôi coi á, tôi thấy những cái chương trình của họ toàn là xuyên tạc. Cái sự thật không nói ra, họ chỉ nói có một chiều, họ lấy một khía cạnh nhỏ ở Việt Nam, họ nói thổi phồng lên, họ cho đó là hai chiều, nhưng mà theo tôi nghĩ cái đó là một chiều. Tại vì cái số lượng người, cái ý kiến của người đó hoặc là những sự kiện mà họ nói á, đa số là không đúng sự thật. Và họ tuyên truyền năm này qua năm khác, lấy tiền của dân để vào một cái chương trình vô bổ ích, đúng, không tương quan gì đến cái chương trình tin tức, thông báo tin tức về quê nhà nó đúng chính xác sự thật. Và làm sai lầm đi cái ảnh hưởng sự bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam và Hoa Kỳ đã là bàn giao lên đến mức hoàn toàn 54 tỷ rưỡi, và những chương trình hỗ trợ về kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó cần phải được trong sáng. Tôi không thấy tất cả những cái chương trình mà buôn bán của Việt Nam qua Mỹ đều bị cái ảnh hưởng bởi cái chính trị của IFA đó, cấm không cho những hàng hóa Việt Nam bán ở tại Hoa Kỳ. Và đây là một trong những đề tài mà tôi đã từng để ý tới, nhưng chẳng hạn như nước mắm Việt Nam không có đề nước mắm là làm từ đâu mà nói là nước mắm làm từ Hồng Kông. Đó là một trong những lý do là hoặc là Thái Lan, hợp Thái Lan mà không dám đề là làm từ Việt Nam. Bây giờ có rồi anh, có rồi. Bây giờ nó mới có, bắt đầu có đề công khai này đó. Và gạo Việt Nam không được đề tên chữ gạo Make in Việt Nam, làm từ Việt Nam, mấy đến Thái Lan. Toàn là tất cả đều là làm ở Thái Lan và Campuchia hoặc là Ấn Độ. Ghê quá. Thành thử ra tôi nghĩ đây là một cái tác hại cho buôn bán Việt Nam, vì họ phải đổi tên qua một cái tên trung gian thì họ bị mất cái phần lời đó. Nên là phải mặc áo của Thái Lan vào. Mất khoảng mấy phần trăm cái phần lời đó cho cái danh hiệu bên tên là Thái Lan hoặc là bên tên hiệu của Campuchia. Nếu chúng ta đem cái sự thật của quần chúng Việt Nam buôn bán đem qua Mỹ để quần chúng Việt Nam sử dụng và đa số những người Á Châu sử dụng, người Việt Nam đã bỏ công sức để sản xuất những sản phẩm tốt đẹp đó, tại sao không lấy danh là người Việt Nam làm mà là phải lấy tên Thái Lan? Đó là cái thắc mắc cả chục năm nay tôi ở Mỹ tôi không thấy, mà mỗi lần tôi đi chợ tôi đi kiếm hàng để chiếc Make in Việt Nam á là không có. Nước mắm thì để Phú Quốc, cái nào cũng Phú Quốc, cái nào cũng Phú Quốc mà Made in Thái Lan thôi. Đúng rồi, Made in Thái Lan, Hồng Kông về sau này còn một vài nhãn hiệu để Make in Hồng Kông nữa. Thành ra tôi mới thấy mấy thằng tàu ở Thái Lan là mà tàu ở đây là cứ mượn danh Thái Lan mà để đưa các cái thứ hàng hóa thực phẩm của Việt Nam vào, nhưng mà phải mặc áo của Thái Lan thì nó mới vào được. Của đây là nước mắm nhĩ Phú Quốc. Make in Hồng Kông. Product of Hồng Kông. Yes. Đấy. Nhưng mà chữ thì chữ Việt Nam. Chữ Việt Nam. Đấy. Có chữ Thái Lan này, có chữ tàu. Đấy.
có cả chữ Đại Hàn trong này nữa đấy. Nhưng mà nó là của Phú Quốc. Thì có thưa quý vị, có Phú Quốc nào của Hồng Kông không? Thì đấy, thì đập bà Phú Quốc, nhà sản xuất, các nhà sản xuất ở Phú Quốc thấy rõ rằng là hàng của chúng ta mà bị chúng nó ăn gian, chúng nó lấy, nghĩa là chúng nó lấy cái thương hiệu của chúng nó bỏ vào. Không phải là lấy thương hiệu của chúng bỏ vào mà đánh lừa cộng đánh đồng. Đánh lừa cộng đồng. Đây là đồ Thái Lan, anh không có. Đây là đồ Hồng Kông, đây là đồ Thái Lan, đây là đồ Singapore, các anh không có quyền biểu tình. Đáng nhẽ cái hàng hiệu đều Phú Quốc của Việt Nam mình phải hãnh diện, mình mua ủng hộ đồng bào ở Việt Nam, chứ tại sao lại phải tránh tên chữ làm từ Việt Nam? Những cái sự tuyên truyền sai của AFE đã tạo đến cái ngày hôm nay là đồng bào không dám những nơi buôn bán, chợ búa không dám để những nhãn hiệu làm từ Việt Nam. Cái đó là hoàn toàn sai lầm. Và đây là tôi luôn luôn chủ trương hàng hóa Việt Nam phải được do những người Việt Nam đề, hàng hóa Việt Nam và được người Việt Nam ở hải ngoại ủng hộ. Và chúng ta phải ủng hộ những hàng hóa từ Việt Nam. Thì lâu lắm rồi, cái lúc mà chợ người Việt còn do ông Trần Vũ làm chủ, thì tôi thấy có một cái xe, một cái xe van với một cái xe thường đậu, cái xe là để cờ vàng ba sọc đỏ đầy lên trên đó hết, rồi cho người vào chợ đi khám, đi xét, làm như là cảnh sát đi bắt hàng lậu gì đó để coi đó, nghĩa là cảnh sát kinh tế. Mà Mỹ ở đây là tôi chưa thấy cảnh sát kinh tế nó làm cái trò đó bao giờ, mà tôi thấy là cứ vô cái này là made in Việt Nam, khám có cái nào là made in Việt Nam để mà lôi ra. Nhưng mà bác Phương nói như vậy là đó là cái xe của ông Ngô Kỷ. Và cái xe đó bây giờ thưa quý khán giả đi vào nghĩa địa, nó cũng sóc xe, nghe là Ngô Kỷ cũng giống như vậy. Tôi có theo lẽ là phải để nó đi vào cái bảo tàng riêng của lịch sử của Bonsa đấy chứ. Như vậy là họ phản quốc chứ, là họ nó phải yêu nước. Họ không nghĩ là họ phản quốc mà họ lại nghĩ ngược lại, họ nghĩ rằng họ lại yêu nước. Họ yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ, tức là họ yêu nước. Họ chống đối những hàng hóa Việt Nam bán ở Mỹ là những người công dân Việt Nam đang làm đấy. Tập mật tối, có sản phẩm để bán ra ngoại quốc, để có ngoại tệ, để quốc gia có sử dụng nó. Nó là lợi ích của quốc gia nói chung, và lợi ích của những cá nhân làm những sản phẩm đó riêng. Nhưng mà đó là nghe cái tiếng nói của những người ở bên Mỹ này, họ không được quyền cấm. Đáng lẽ họ phải hỗ trợ chứ, tại sao những cái đài AFE này nó tuyên truyền, nó bảo người dân Việt Nam đừng mua hàng đó, hoặc là cho những người bí mật để tới từng những cái chợ để đoán coi ai là bán hàng Việt Nam không cho bán. Thì anh thấy là hồi xưa đó là cấm kinh khủng lắm. Đi ông Phan Trị Nhơn dẫn một bầu đoàn đệ tử chạy vào trong cái chợ ở Sài Gòn của ông Khang. Thế rồi cái ông Khang phải ra phải đưa mấy ngàn. Đó là blackmail, tống tiền. Thì ông Nguyễn Thọ Khang đó là chủ của một hệ thống ở đây, chợ Á Châu, chợ Green Market, chợ Đà Lạt. Tôi biết đó là anh rể của bạn rồi. Ông Bùi Thọ Khang ấy, xin lỗi luôn tôi gọi đấy. Ông Bùi Thọ Khang là người rất là tốt, ông là người công giáo rất là tốt. Ông rất là ngoan đạo và ông là một người ở trong thành viên ở trong nhà thờ, ông làm việc công đức rất tốt. Bà vợ ông bị chết, bị ung thư chết. Đúng, đúng, mới chết. Đấy, mới chết năm khoảng chừng 2 năm. Thì tôi có tất cả những cái hình chụp hình ông đó. Đấy, quý vị thấy rằng đi đám ma đó rồi đấy. Tôi có tới cái nhà thờ vì bạn tôi Linh á, là anh của cái cô đó lấy anh chàng đó. Lấy anh chàng chủ trợ. Thì chợ Đà Lạt thì ông là coi như là chợ sau này để lấy lại từ trong cái tay của cũng một người ở trên Los Angeles bị bankruptcy. Tôi mới gặp cái website của cái ông này. Thấy rằng thì là ông bác sĩ Hữu lên nói về cái câu chuyện ông Ed Royce về hưu ấy, tôi mới thoáng nhớ rồi, hình như anh có nói. Vâng, đúng rồi. Anh có nói cái ông Ed Royce này dạo trước đã ủng hộ cái chương trình mà chương trình Việt ngữ chương trình Việt ngữ đó.
tức là Á Châu tự do đó, để mà nó lải nhải, mà nó không phải là buôn hận thù, không phải là bán hàng giả, nhưng mà nó buôn hận thù cho tới giờ này. Và cái mà ông Ed Royce, ông ấy tuyên bố rằng ông ấy không ra tái tranh cử nữa, là ông ấy nhìn thấy rằng thì là cái vai trò đã hết, cái vai trò để chống Việt Nam đã hết, đúng không ạ? Đúng. Trong cái này đó thì chính ông bác sĩ Hữu đó, ông ấy nói rằng chỉ có mấy ngày trước gặp ông Ed Roy thì ông không có nói gì về cái này cả. Mà bây giờ nó tự dưng đùng một cái ông ấy nói, ông tuyên bố thế thì cái câu chuyện là tôi nghĩ rằng thì là ông này, ông ấy thấy rằng thì là mấy chục năm nay cái sứ mạng nó xong rồi, không ạ? Sứ mạng nó xong rồi, tham quyền cố vị cũng không ăn nữa, bởi vì rằng thì là ông còn trẻ và cái tương lai nó còn nhiều. Thế thì nhưng mà nó có một cái vấn đề là tôi lấy làm ngạc nhiên là hình như trong cái website này ông bác sĩ Hữu có dùng một cái chữ mà tôi thấy nó nguy hiểm quá, nó khốn nạn quá, không ạ? Bác sĩ mà sao khốn nạn được? Không, là ông nói rằng thì là ông Ed Roy, ông ấy thương người Việt Nam lắm. Thương người Việt Nam. Cái chữ thương nó khốn nạn ở cái chỗ rằng thì là thương hại. Tôi nhớ lại cái thời Pháp thuộc đó. Cái thời Pháp thuộc đó thì thường thường người ta nói tới cái ông Tây, ông toàn quyền, ông thống sứ, ông gì đó, ông này ông ấy thương ông ấy thương chúng ta lắm, ông ấy thương cái chữ thương đó, nó là nó vào xương tủy từ thời Pháp thuộc mà không biết làm sao mà ông bác sĩ này ông ấy mang qua bên này thì tôi mới thấy hỡi ơi, mà ông ấy lại là cái chủ tịch cộng đồng cái gì đó thì có lẽ là phải mong ông bác sĩ Hữu này giải thích về cái chữ thương, nhất định chúng ta phải tấn công cái chữ thương này. Hay là ông quen cái chữ nô lệ quen rồi không đấy, cái đó đấy, thành ra đi qua đến bên Mỹ rồi ông nói là đi tìm tự do rồi, phải không ạ? Đi tìm tự do rồi mà mảnh đất bình đẳng mà đến nỗi mà vẫn còn thương. Thế thì ông bác sĩ Hữu ông mới nói rằng thì là cái công của ông nghị sĩ này đó là hồi đó ông ấy lập một cái ủy ban, đúng rồi, để xét duyệt những người nào có đỗ bác sĩ ở Việt Nam. Ông ấy nói rằng không về Việt Nam để xin cái bản sao lục rằng thì mình đỗ bác sĩ, mà cái này nó là một sự vu vạ trắng trợn. Nhà cầm quyền Việt Nam không hề mà lại cấp cái giấy chứng nhận hồ sơ lý lịch giấy khai sinh của tôi từ 1934 tại Hà Nội, vẫn còn. Thế thì mình mới nghĩ rằng thì là ông ấy khen ông Roy, Ed Roy này đó là bởi vì rằng ông ấy chống cái chuyện về Việt Nam và ông ấy muốn nói xấu bôi nhọ nhà cầm quyền Việt Nam. Đấy mới là cái vấn đề. Cái nghề của họ. Vâng, thưa anh, cái này nó làm cho mình mới trộm nghĩ tới. Thế thì ông này ông ấy nói chuyện rằng thì là khi mà ông ấy quyên tiền đó, lập ủy ban như này đó, mà các bác sĩ không nhớ ơn mà không đóng góp. Thưa, bởi vì rằng thì là bác sĩ là họ là bác sĩ thật, làm sao mà nhớ ơn, không ạ? May ra ở trong này thì có phê duyệt cho một vài thằng bác sĩ giả, không ạ? Thì bác sĩ giả thì đó, phải nhớ. Không, nó chưa học xong thì nó cũng không nhớ ơn, nó nhớ ơn thì nó lòi tẩy, thành ra cái câu chuyện đó là đấy là hải ngoại,
hải ngoại thiên hạ sự nó là như vậy. Thiên hạ sự. Vâng, thưa bác là ông Võ Đình Hiếu này ông chống về Việt Nam. Thế nhưng mà cái hồi mà trong cái mà vụ kiện của tôi đó, mới lại 32 người trong cộng đồng này đó, thì bà Phùng Thị Châu là cái người nộp đơn tống đạt cái đơn kiện của tôi cho ông Võ Đình Hiếu. Thì chúng tôi lên tận phòng mạch của ông Pomona. Thì nguyên tắc là tôi không có thể tống đạt cái sơ, nhưng mà bà Phùng Thị Châu xác nhận, bà ký vào trong đó và ngày đó, tháng đó, lúc đó mấy giờ tôi đã đưa cho ông Võ Đình Hiếu. Ông mời hai người chúng tôi đi vào trong đó, ngồi nói chuyện rất là bình thản, ông nhận, ông đơn ký. Xong rồi ông nói rằng á, tôi nói cho bà bác sĩ Hiếu à, tôi lầm, nhưng bây giờ tôi đã tìm ra cái sự thật rồi. Bác sĩ nên về Việt Nam đi. Tôi bảo đảm an ninh cho bác sĩ, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Ông về Việt Nam. Trước mặt bà Phùng Thị Châu bảo ông, tôi đồng ý tôi sẽ về. Đấy. Thế mà khi mà tôi đi về rồi thì ông lại mấy ngày sau ông nói là ông Nguyễn Phương Hùng và bà Phùng Thị Châu có lên gặp chúng tôi. Nhưng mà vấn đề về đề nghị về Việt Nam của ông Nguyễn Phương Hùng thì chúng tôi không trả lời. Tức là ông nói chớ đi, ông lại ông bảo ông không nói. Mà trước đó ông nói ông đồng ý ông về. Và đồng ý là thật sự ông không về. Lúc đó ông nói là để cho tôi qua câu chuyện là đi. Trong đó thì ông xin bãi nại. Ông có xin bãi nại. Thì tôi nói rằng bây giờ bãi nại đó thì tôi không lấy tiền bác sĩ đâu. Nhưng mà lên cái trên tòa đã bãi nại hồ sơ đó là phải 800 đô la. Nếu mà muốn bãi nại, đã thương một người nào xong. Thì bây giờ một là đó bác sĩ trả. Còn hai là cả cái ủy ban nó trả. Thì ông bảo thôi, ông không muốn. Tại vì nếu mà ông đưa cả ủy ban, tất cả ủy ban nó đều bắt ông bắt ông Hiếu làm hết. Bởi lại thì cái 800 đồng một người thì hơi mệt. Thế rằng là ông bảo, thôi nhờ luật sư tôi. Thì ông ấy gửi cho tôi 1.000. 1.000 đô la không phải là 1.000 đô la vì cái cho tôi. Mà đó để tôi đưa trả cho ông luật sư. Để nhờ ông luật sư đó làm. Đấy. Anh là người hủy được, chứ ông đó làm hủy không? Đúng rồi. Để không anh là hủy được. Đó là thành ra rồi tôi xác nhận rằng trước mặt là luật sư thì ông luật sư ông lấy tiền lệ phí. Đấy. Đó là những cái câu chuyện thâm cung bí sử. Và ông Ed Roy này bây giờ nó nếu mà ông mà rút lui thì từ đây cho tới cuối năm 2018 tôi nghĩ rằng á, tôi sẽ nộp cái đơn và tôi sẽ được ông cứu xét. Tức là yêu cầu ông chấm dứt yểm trợ cho cái chương trình Việt ngữ của đài RFA. Cái tôi hay nói đùa đó, nhưng mà nó rất là tục, nhưng mà nói lên trên này thì không được. Nhưng mà xin quý vị tha thứ cho tôi, nhưng mà cái đài RFA này đó, khi mà 4 tổng thống Mỹ đã tới Việt Nam trong vòng 10 năm, khi mà cái lá cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phép công khai bay trên tòa Bạch Ốc thì không có lý do gì mà là gọi là cái chương trình này cần thiết nữa đó, để mà bắt Việt Nam vào đấy. Ông Donald Trump ông nói rồi, mình không thể mang cái xã hội, cái trật tự của xã hội Mỹ mà bắt ép vào trong bất cứ một cái xã hội nào được ấy. Ông xác nhận chuyển mỗi một quốc gia một cái ấy. Cái này thì tôi lại không đồng ý với anh Hùng. Vâng, vâng. Tôi không đồng ý với anh Hùng ở cái chỗ rằng thì là người Mỹ đó, nhất là cái chính trường Mỹ đó, thì nó khai thác được nhiều thứ lắm. Mình đã nói về cái cây gậy củ cà rốt, phải không ạ? Tôi chưa thấy một chính khách Mỹ nào mà là người tử tế đàng hoàng cả. À không ạ? Thành ra nói rằng mấy ông này bốn đời tổng thống đã đi Việt Nam rồi các cái thứ gì đó, ông ấy làm ngơ hết, ông ấy muốn câu phiếu mà thôi. Đấy, câu tốt. Phiếu của cái cộng đồng này mà thôi. Không, nhưng mà tại sao câu phiếu ông bỏ ra 10 mấy tỷ đấy. Ông Donald Trump mình ông không là 17 tỷ hơn. Vâng, 18 tỷ. Tức là câu phiếu ở cái cộng đồng này thôi. Chứ còn thì cái câu chuyện là cái chuyện mà Việt Nam ta mà được hợp thức hóa rồi thì là tòa Bạch Ốc đi mấy đời tổng thống đó, ông ấy làm ngơ hết. Bởi vì rằng thì là ông ấy sẽ là cái người mà lãnh đạo những các cái lực lượng chống cộng cực đoan ở đây, lúc nào thì là những người này cũng nhìn thấy ông ấy là có chính nghĩa hết. Vẫn đi theo cả. Thành ra ông bác ấy, tại vì lần này ông về hưu là thứ nhất,
Thứ hai là tôi đi làm cái này đó là đi nghề đi buôn mà không mất vốn, tức là mình chỉ gửi lá thư lén này. Ông chấp thuận thì chấp thuận, không chấp thuận thì thôi. Mình làm giống như Nguyễn Thái Học đó, không thành danh thì cũng thành nhân. À, Nguyễn Văn Hùng làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái đó cũng nên làm anh. Mà even là ông là bác nên làm cho ông biết là mình trong đó. Đấy. Đấy, tôi vẫn theo đuổi cái chuyện đó. Bây giờ trước khi ông về, ông làm ơn, ông lại làm một cái lịch sử đi. Ông là người khai sáng ra cái chương trình Việt ngữ của đài RAP. Thì ông cũng là người khai tử nó. Đấy. Thì nó hãnh diện hơn, ông đừng để cho ông khác lên khai tử, nó kỳ lắm. À, tôi lại một lần nữa là tôi vẫn cứ nghĩ là cây gậy củ cà rốt, và tôi cũng không thích cái câu mà anh Hùng hay nói là câu view đó. Câu view đó, cái đài RFA đó, nó được không biết bao nhiêu người hít vào nó, phải không ạ? Và nó thành ra là một thằng tiếng nói cho tất cả những lực lượng đối lập ở trong nước, phải không ạ? Thành ra đó, cái lý do tồn tại của nó không phải rằng từ lúc đầu ông Ed Roy lập trên đó, cái thế từ bên cái quỹ của Âu Châu tự do đi sang cái bên này, nhưng mà giờ này nó biến thể để nó thích ứng với thời đại. Bây giờ nó thấy rằng cái sự có mặt của nó vẫn đáng kể, vẫn tồn tại. Không, xin lỗi anh, tại vì ông nói bác Cường nói đây á, thì nói đi thì phải nói lại. Không phải câu view thì tại sao phải bịa những cái câu chuyện ra để mà người ta vào đọc? Thì đó là không phải là câu view à? Thì nhờ đó mà người ta mới có khách. Chứ còn những cái chương trình Việt ngữ, chương trình của RFA, không ít người coi lắm. Còn các đài khác tôi coi cái view đó, ít người coi lắm. Vấn đề là người dân đóng thuế cho chính phủ bỏ ra một cái quỹ để thông tin, thì cái thông tin nó phải là chính xác và trung thực, chứ chúng ta không thể nào chấp nhận một cái thông tin sai lạc và nó cứ tiếp tục dí dả ở trên đài chống đối nhà nước Việt Nam được. Ví dụ như là cái bản tin BBC nói ông điếu cày bị cụt tay, nói là an ninh TV, nghĩa là rồi set up này kia, rồi trong nghề làm Photoshop để cái cánh tay gài ấy, mà trong khi ông bị cụt tay. Bây giờ ông qua đây nó nhìn thấy rõ ràng ông có bị cụt tay đâu. Nếu mà an ninh TV đi xưa là bảo đảm BBC bị chính cường ngay lập tức. Mình nói ra vấn đề AFP và họ phải chuyển lại cái cơ cấu của họ. Họ phải đưa cái thông tin chính xác và trung thực. Và họ đừng có đem cái ý kiến cá nhân của những người chống đối Cộng sản đem lên để nói. Nếu mà họ đem ý kiến cá nhân của những người chống Cộng sản lên trên đài nói, thì phải có một tiếng nói khác trung thực bênh vực lại cái tiếng nói Cộng sản ở trên đó, thì mới gọi là tin tức chính xác. Hai chiều. Còn nếu mà họ chỉ sử dụng có một chiều thì chúng ta nên nói là họ không được quyền sử dụng cái tiền của quần chúng để lên trên đài nói những cái chuyện xuyên tạc. Ví dụ như là cái vấn đề ông Trần Nhật Quang á. Ông Trần Nhật Quang OU. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh thật, nhưng mà ở bên Việt Nam nó ghép cái hình ảnh lúc mà ông Trần Nhật Quang ông đang uống rượu, ông say rượu ở chỗ khác, nó ghép vào xong nó gửi qua bên này, thì cứ lấy cái bản tin đưa lên nói ông Trần Nhật Quang say rượu rồi cái này kia. Tôi phải tôi bênh ông Trần Nhật Quang, nhưng mà cái đó là cái sự thật. Cái vấn đề lấy tiền của dân để làm cái thông tin thì bắt buộc dân nó đòi hỏi cái sự trung thực. Tiền đó tiền tôi có quyền. Tất cả mọi người nhé. Anh trong vạn có quyền. Tất cả những người sống ở bên Mỹ này được quyền đòi hỏi. Đòi tìm cái đòi hỏi đó. Phải đòi hỏi có cái sự trung thực. Còn cái chuyện anh câu view hay không có đối không thành vấn đề. Tôi chỉ đưa một cái dữ kiện. Trong cái lá thư tôi đưa ông, thưa ông, đó cái thời đại mà chúng ta tố cáo Cộng sản hết rồi. Bây giờ thời đại, bây giờ chúng ta đang bắt tay. Và chính các Tổng thống Mỹ đều nói rằng á, cái vấn đề ông Tổng thống Mỹ câu view chúng tôi không cần biết luôn. Cầu phiếu chúng tôi không có biết. Chúng tôi chỉ căn cứ vào lời ông tuyên bố trước mặt báo chí và tất cả mọi người là hai quốc gia đã đi tới một cái giai đoạn gọi là cái gì cao nhất và ngoại giao cao nhất giữa hai quốc gia. Ngoại giao toàn phần. Đấy. Toàn diện. À, thì nói cái chuyện đó, còn cái bác Cường là suy tính theo cái kiểu khác cũng không, đúng thôi. Tôi đồng ý là đúng, cái AFE lúc nào nó cũng có. Nhưng đấy. Mà mình yêu cầu thằng AFE phải đưa tiếng nói trung thực. Người ta nói rằng á, anh có nói anh ngứa thì tôi mới gãi.
anh đi bác sĩ, anh có nói anh có bệnh người ta mới cho anh thuốc. Thì bây giờ mình cứ im lặng thì họ tưởng là cái tất cả mọi đồng ý. Nhưng bây giờ tôi phản đối đấy, thì có thể rằng các nhiều người sẽ phản đối đấy, tiếp theo. Không có lý do gì mình cứ bật cái đài nó lên nó nói phét không à. Chuyện là vâng, thì bác mình coi cái vụ đó xong rồi.